Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường xuống khu vực Nam Bộ thì sáng sớm ngày 14 tháng 12, thành phố Hồ Chí Minh có sương mù, nhiệt độ xuống thấp tạo cảm giác xe lạnh. Và nhiều người dân ra đường ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh đã phải khoác thêm áo ấm và tỏ ra khá thích thú khi mà thời tiết tại đây như là Đà Lạt vậy. Sáng ngày hôm nay 14 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh trời không nắng nhiều mây, sương mù xuất hiện từ sớm và dày đặc. Nền nhiệt hạ thấp trong khoảng từ 18 đến 22 độ tạo cảm giác mát mẻ và có phần xe lạnh nhiều người dân khi ra đường vào sáng nay đã phải trang bị thêm khăn, áo khoác để giữ ấm. Thậm chí trẻ nhỏ còn được phụ huynh mang thêm cho găng tay, khăn choàng cổ để bảo vệ sức khỏe. Đến khoảng trưa nay, sương mù vẫn còn bao phủ ở nhiều khu vực trong thành phố. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết đây là đợt giảm nhiệt sâu nhất từ tháng 11 cho tới nay. Nguyên nhân thời tiết thành phố Hồ Chí Minh xe lạnh mát mẻ là do không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống khu vực phía Nam. Dự báo thời điểm Giáng sinh và Tết Dương lịch thì khu vực sẽ có thêm hai đợt không khí lạnh tăng cường xuống khu vực Nam Bộ khiến nhiệt độ ở tại đây có thể xuống dưới mốc 20 độ. Theo đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nguyên nhân gây sương mù vào buổi sáng ở khu vực là do áp cao Tây Thái Bình Dương lấn về phía Tây và đã mang theo không khí ẩm từ biển vào. Tới đất liền, khi gặp nhiệt độ không khí tầng bề mặt khá thấp, dẫn tới nhiệt độ và nhiệt độ điểm sương gần như bằng nhau, không khí đạt gần tới trạng thái bão hòa, ngưng kết xảy ra. Và đồng thời cả sáng ngày hôm nay, mây tầng thấp đã che phủ gần như là toàn bộ bầu trời. Trời thì không nắng, nhiệt độ không khí không tăng cao lên như mọi ngày có nắng. Do đó thì có hiện tượng sương mù. Và hiện tượng mù cũng sẽ xuất hiện thường xuyên vào các buổi sáng sớm từ nay cho đến cuối năm và các tháng đầu năm 2023. Và hiện tượng sáng sớm trời xe lạnh như vậy, Ở nhất là vào những ngày có không khí lạnh, cường độ mạnh và tiến sâu xuống khu vực phía Nam.